chú bảy tạc thảo dược. Kỳ rồi chú bảy thả tôm không có đạt, do là không có chắc bị sốc nhiệt quá, không có thảy như thế này xuống ao mà múc nước vô thùng, thấy chắc có lẽ là bị sốc nhiệt quá. Cái mùa gần Tết sốc nhiệt. Rồi chúng ta phải về. Dạ, chỉ cần tạc thảo dược với khoáng thôi, lưng mỗi người cách mỗi làm khác nhau, người du ca khoáng rồi này kia rồi, còn lưng thì chỉ thảo dược và khoáng là xong. Vậy là nó mới lắp camera của bên chú Mười thôi chứ bên chú Bảy chứ chưa làm kịp không chứ? Chưa lắp hả? Dạ. Ý cái wifi á? Đây, lắp rồi mà. Bên chú Bảy lắp chưa? Rồi. Rồi luôn hả? Ủa sao con không thấy cục wifi đó ta? Sao chưa sao chứ mời? Kéo cây bình đây, kéo cây cây cột cây nó không chịu kéo. Rồi ổn mua cây sắt thôi, hai con bảy con. À, mua sắt đó hả? À. Rồi bên chú Bảy nó chịu kéo không? Ủa tạ thao dược rồi hả? Rồi. Giống Duyên Hải Ninh Thuận bốt chín giá 115 đồng, giống siêu lớn nhanh. Đây là mẫu 1400.
Chú Bảy thử làm cái đấy coi, cái tay trái á, bóp bóp trên miệng á, cái tay trái á. Không có, tay cầm cái tay trái á, không có, chú Bảy thử tay đó, ờ à, đúng rồi, tay trái bóp bóp cho nó bóp trên bề miệng á, bóp gì nè, bóp gì nè, à, bóp cho nó ém hơi xuống không, rồi cái tay phải gọc dưới đít nè, kéo con đường dưới đít, ờ à. Được không? À, không 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 không, nó không có đất, nó không có đất tôm, à không có đất, rồi kéo gập mạnh lên đó, à, kéo dài lần vậy nó là nó thành thạo, à vậy nó nhanh đó, kéo con đường vậy đó, bóp chặt cái trên đầu á, nó không có đất tôm, dễ gì đất tôm. Bóp mạnh cái đầu mình nó bung ra luôn hả, à. Ém hơi đó, ờ à, vậy đó, xì xì luôn, mình kéo cái đường kéo cho nó kỹ, kéo gọc 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 ra cho nó lú cái mũi 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 dao á, ờ à, lú ra đó, à, bóp bóp trên đầu đó, ờ à, bóp bóp em kính xuống đó, à, vậy đó, rồi xong đúng rồi.
Cái bóng đèn nó bị gì chứ vậy? Cái đuôi là cái gì? Nó bị cái đuôi bóng không biết. Chết vậy là đứt rồi á. Kéo một đường ngang á, cái đường ngang tới đầu này tới đầu kia luôn. À, nói gì đó nó làm hồi cái này nữa. Đâu con dây đổi sai là con dây nào? Đây này hả? Đưa phai hả? Không ra. Mấy con đem về con nuôi. Nuôi hồ cá kiển của con. Không có cá, nuôi nó không à. À nuôi thử nghiệm chơi thử nó bao lâu. Nó cũng mấy con mà tôm mạnh đó, nó cũng sống hoài à. Nó mà nó lớn chậm thôi chứ còn nó chậm hơn. Chứ nó cũng sống dữ lắm, mạnh lắm. Cái lưỡi lam để hồi nhớ. Để luôn đi. Sáng hả, tắt bớt. Retro. So it goes on.